Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã đến với kênh của Nguyễn Trung Ô Tô, có địa chỉ là 17 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, đối diện bến xe Mỹ Đình, chuyên kinh doanh các cái dòng xe đã qua sử dụng. Và ngày hôm nay em giới thiệu thêm một mẫu xe mới về bên em, đó là chiếc Mazda 3. Chiếc này đời 2019 nhưng vẫn là form cũ nhé. Và bây giờ em xin phép đi giới thiệu qua về phần thân vỏ cũng như là nội ngoại thất của chiếc xe. Về phần ngoại thất và thân vỏ xe đấy, là xe được sơn màu xanh bác nhé, rất là đẹp. Chiếc xe này là xe tư nhân một chủ, chiếc xe này biển tỉnh các bạn, màu này màu xanh carbon size, rất là đẹp đúng không ạ? Các bạn thấy, giờ em đi một vòng giới thiệu qua nhé về phần thân vỏ của xe. Đấy, xe thì là xe tư nhân một chủ nên là chủ đi rất là giữ gìn nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy xe rất là đẹp này. Nước sơn thì còn khá là căng vì bọn em cũng mới đi đánh bóng về thôi. Như bác thấy rất là đẹp đúng không ạ? Xe rất là đẹp nhé. Đó. Một chiếc xe rất cá tính, rất khỏe mạnh, nhất là anh em là mà là thanh niên đi thì rất là đẹp đúng không ạ? Đây, em giới thiệu qua về bên phía bên trong. Nhìn chung về nội thất trước xe thì cũng khá ổn, tất cả cửa kính đều điện, mở khóa rồi gương cũng chỉnh điện nha các bác nhá. Nội thất da màu đen, rồi ghế điện này các bác này. Đó. Ghế thì cũng đã được đục lỗ thoáng, cũng rất là đẹp đúng không ạ? Rồi trên vô lăng cũng tích hợp rất đầy đủ, từ điều chỉnh âm thanh hay đàm thoại rảnh tay, rồi các chức năng điều chỉnh của xe trên bảng tablo đúng không ạ? Bên này thì có cruise control này, rồi hỗ trợ đổ đèo này, điều hòa, tung điều hòa của xe. Xe cũng có chế độ chạy sport nha các bác nhé. Đời 2019 này thì chắc chắn là phanh tay điện tử rồi đúng không ạ? Rồi gương chiếu hậu chống chói tự động. Xe cũng được trang bị cả cửa sổ trời nha các bác nhé, rất đẹp đúng không ạ? Rất trẻ trung. Như anh em nào mà thanh niên mà đi những chiếc xe này thì rất tuyệt vời. Đây, em đi qua bên chặng còn sau một chút. Đấy, bác chủ bác cũng đã bọc bộ thảm sàn 6D, rất là đẹp nhá. Rồi đằng sau đấy, khá là rộng luôn ạ, rất là rộng rãi. Nhiều bác thấy rất rộng rãi nhá. Đấy, rồi rất là đẹp đúng không ạ? Chỗ này đằng sau một chút này. Xe có thể ngồi vẫn ngồi 5 người đúng không ạ? Ở hàng ghế đằng sau đây, nếu như ngồi chúng ta đi 4 người thì có cái bệ tỉ tay, cái giá để cốc luôn nha bác nhá. Rồi trên này vẫn có thể gập lên thì ngồi được 3 người thì cũng có 3 cái tựa đầu mà. Như bác thấy cửa kính thì chắc chắn nó điện rồi. Phần cốp của xe cũng tương đối rộng đúng không ạ? Rất sạch sẽ. Những lót rồi tất cả rất đầy đủ, xe cũng rất đẹp nha. Đây dưới này là lỉ, trên này thì cũng bác chủ trước cũng đã ấy rồi đúng không? Xe nhìn chung xe thì rất là đẹp đúng không? Để mà nhất là anh em nào mà thanh niên mà trải nghiệm chiếc xe Mazda 3 thì rất là hay nhá, đi cũng rất trẻ trung, dáng thì thể thao khỏe khoắn đúng không ạ? Và hiện nay trên cái thị trường xe đã qua sử dụng thì chiếc Mazda 3 đời 2019 này bên em đang chào bán một cái giá là 600 triệu nhá quý anh chị nhá. Đấy. Và ngoài ra quý anh chị nào có muốn mua xe mà để trả góp qua ngân hàng thì đâu đó quý anh chị chỉ cần chuẩn bị loanh quanh khoảng hơn 200 triệu là có thể mang xe về nhà rồi. Đấy, để chúng ta phục vụ gia đình đi lại trong những cái thời tiết rét mướt hay mưa gió lắng lôi, ngồi trong một chiếc xe thì rất là yên tâm đúng không ạ? Đấy. Và quý anh chị nào có quan tâm thì xin liên hệ với em theo số điện thoại là 0965 822 782. Em tên là Trung, siêu thị ô tô Bica Hà Nội, 17 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, đối diện bến xe Mỹ Đình. Và khi quý anh chị đến với siêu thị ô tô Bica Hà Nội chúng em thì chúng em sẽ cam kết tất cả với quý anh chị về chất lượng của xe, đó là xe không đâm va ảnh hưởng đến gầm bệ sắt xi, hay xe có bị tháo cổ máy, bổ máy, ngập nước thủy kích nhé. Đấy, và giấy tờ an ninh an toàn rõ ràng ạ. Đấy, nếu mà thấy xe rất là đẹp đúng không ạ?
Và lời cuối em xin kính chúc toàn thể quý anh chị một ngày với nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ.